Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm bảo phế vương của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về bảo phế vương cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm bảo phế vương có thành phần là fibrinolysin methylsulfonylmethan, kẽm gluconat 100mg, chiết xuất nhũ hương 65mg, cao xạ đèn 50mg, cao bán biên liên 50mg, cao tạo rác 50mg, cao xạ can 25mg, LOD dưới dạng potassium Selenite 45mcg. Phụ liệu lạc polyvinyl alcohol, tô và magnesium stearate vừa đủ. Bảo phế vương được bảo chế dưới dạng viên. Bảo phế vương mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ thanh phế, hỗ trợ giảm viêm, hỗ trợ giảm đờm, hỗ trợ giảm ho, hỗ trợ giúp giảm triệu chứng viêm phế quản. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị khó thở, ho khan, ho có đờm, viêm phổi, viêm phế quản. Sản phẩm bảo phế vương được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của bảo phế vương được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống 4 đến 6 viên trên ngày, chia 2 lần. Uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên uống theo đợt từ 1 đến 3 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Chống chỉ định khi sử dụng bảo phế vương, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Bảo Phế Vương, đồng thời biết cách sử dụng Bảo Phế Vương sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham